Thời tiết nắng đẹp rồi các bác ơi. Lại đi thăm vườn mận nha các bác. Hôm nay lười không hái mận rồi. Thuộc lúng mận rồi kìa kìa. Chờ vài hôm nữa mận lên giá đi, bán. Chờ đến 30 tháng 4 quất luôn. Giờ thăm cây mận này. Hết phân rồi các bác ạ. Đây các bác, ngọn nó rất xấu luôn. Hơi thiếu sức sống. Chắc là bón thuốc phát nữa cho nó mạnh lên. Rồi cây chuyển sang một sắc nhạt. Không ăn thua. Chưa ăn thua. Còn mình sẽ dùng con dao để rạch những cái dây ghép nhé. Cây nào bị thắt quá chặt thì mình sẽ cắt. Đẹp dai. Nhìn đây. Đẹp dai. Đẹp dai này. Ui dồi, cây gì đây? Quấn lên cả cây này kìa. Ý cha. Cây này vẫn đỡ được đấy. Khéo lên củ ấy. Không lên được củ đâu. Cuốn được cây này hết à. Dạo rảnh quá. Mỗi ngày đi xem mận thôi. Lang thang. Đây. Mít nhỏ ơi. Mệt lắm à. Đi nào. Úi. Đập ra. Đi. Đập ra. Đi nào. Đi. Đi trước, đi trước. Lên trên, lên trên. Đi nào. Đi xem mận. Đi, 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 đi. Đi, đi thôi. Con gì. Con gì đây? Đom đóm à? Đom đóm hả? Ăn lá. Cây này hơi chặt này. Bị cây này bị lõm vào một chút. Sẽ cởi nhé. Dùng con dao này rạch luôn. Úi trời. Cây nó bị chặt quá mới cười thôi. Không, không cười. Chưa vội cười đâu. Đến lúc nó phát triển mạnh quá, gãy cành ấy. Chỗ liền này nó chắc không chưa chắc lắm. Rồi thì thôi. Đi đẹp trai. Mệt lắm à? Thôi, lên trên thôi. Hết phân. Chuẩn bị mọc lần 2 này. Chồi lần 2 này. Màu xanh hơi nhạt rồi. Thúc phát phân nữa cho nó mạnh. Này, cây nào cũng thế nhỉ. Bây giờ mình bắt đầu công việc nhá.